Yêu của cô nàng này rồi trả lời đặt ra đây đó là lời nói cho hai người kia à. Nhà có độ động tâm ngoa quá, cùng cô gái tự cho là mình chiến thắng không tình yêu. Đoạn đây vừa rồi một chút tâm sự của nàng, giai đoạn nói chuyện với hai người kia trở lại từ đầu. Thank you.
Thank you.